Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ vào tiết bài tập. Tiết bài tập ngày hôm nay, cô sẽ ôn lại kiến thức cũ cho các em và sửa cho các em một vài bài tập trong tờ bài tập ôn để chúng ta sẽ làm bài kiểm tra thường xuyên vào sau khi chúng ta học xong và chúng ta sẽ làm bài kiểm tra định kỳ vào tuần sau. Bây giờ cô sẽ ôn lại kiến thức cũ cho các em. Đầu tiên là chúng ta sẽ ôn phần các phép toán trong Pascal. Thì chúng ta trong Pascal sẽ có phép toán cộng trừ nhân chia giống như trong toán học và dip là chia lấy phần nguyên, mod là chia lấy phần dư. Cô sẽ cho bài tập. Ví dụ các em cho cô biết kết quả của phép tính 46 dip mở ngoặc 31 mod 7 đóng ngoặc. Thì chúng ta làm bài tập này như thế nào? Đầu tiên, các em thấy ở trong phần ngoặc thì chúng ta sẽ thực hiện tính toán trong ngoặc trước, có nghĩa là chúng ta sẽ lấy 31 mod 7. Thì cô sẽ chỉ cho các em lại ha. Đầu tiên là chúng ta lấy 31 chia cho 7 và chúng ta được 4 dư 3. Vậy thì cái phần chia 31 chia 7 được 4 dư 3 như thế này thì phần 4 này nè, người ta gọi là phần nguyên. Đó là chia lấy phần nguyên là dip. Còn 31 mod 7 là 3. Vậy thì 31 mod 7 có nghĩa là 31 chia 7 lấy phần dư. Vậy chúng ta kết quả của chúng ta là 3. Vậy tiếp tục kết phép toán của chúng ta sẽ là 46 tiếp 3. Và sẽ ra kết quả là 15 và dư 1. Vậy thì ở đây của chúng ta là tiếp. Vậy thì 46 tiếp 3 sẽ ra 15 và 46 mod 3 sẽ ra 1. Vậy thì ở đây là phép toán dip. Vậy kết quả của chúng ta là 15. 15 nha các em. Các em hiểu dạng toán này chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ qua phần các kiểu dữ liệu trong Pascal. Cô có một bài tập cụ thể như sau. Đầu tiên cô có biến x có thể nhận giá trị 1, 100, 350 và 35.000. Biến y có thể nhận các giá trị là 15.5, 16 tỷ, 789 triệu. Vậy thì các khai báo nào xong trong các khai báo sau là đúng nhất? Thì đầu tiên cô sẽ cho các em cái bảng giá trị của các kiểu dữ liệu. Và câu trả lời ở bên này A, B, C, D. Các em quan sát cho cô cái bảng giá trị ở bên này ha. Thì chúng ta sẽ chọn cái kiểu của x và y sao cho đúng. Đầu tiên cô có x là 1, 100, 350 và 35.000. Thì các em thấy cái giá trị lớn nhất của x ở đây là 35.000. Tất cả các số này đều là số nguyên. Vậy thì chúng ta sẽ kiểm tra xem trong ba dạng số nguyên là byte, integer, long int thì chúng ta sẽ chọn kiểu nào. Đầu tiên byte là từ 0 tới 255. Vậy thì ở đây là số hai số này lớn hơn rồi, chúng ta sẽ không chọn byte. Tiếp theo là kiểu số nguyên là từ âm 32.768 đến 32.767. Ở đây là 35.000. Vậy thì integer không đủ, vậy thì chúng ta sẽ chọn x là kiểu long int. Và y ở đây có số 15.5 là kiểu số thực và giá trị của 16 tỷ như thế này. Các em thấy một cái số rất là lớn thì thường chúng ta sẽ chọn nó là số thực. Vậy thì y của chúng ta sẽ chọn là kiểu số thực. Chúng ta khai báo biến thì của chúng ta sẽ sử dụng là var và x 2 chấm long x chấm phẩy y 2 chấm real. Đầu tiên chúng ta nhớ cái kiểu dữ liệu và cấu trúc khai báo biến. Thì chúng ta có cấu trúc khai báo biến là var rồi tới tên biến rồi tới 2 chấm kiểu dữ liệu.
Nếu như chúng ta khai báo hai biến cùng một kỷ dữ liệu thì chúng ta cách nhau bởi dấu phẩy. Còn nếu mà chúng ta có hai biến mà hai kiểu dữ liệu thì chúng ta khai báo kiểu này xong chúng ta sẽ chấm phẩy và cái tiếp theo chúng ta sẽ khai báo kiểu tiếp theo là chúng ta chỉ ghi tên biến hai chấm kiểu dữ liệu, chúng ta không có sử dụng thêm chữ var ha. Trong một bài chúng ta chỉ sử dụng một chữ var thôi. Vậy thì câu ở đây x của cô chọn là long in, y cô chọn là real, vậy thì câu D của cô là đúng. Các em hiểu được chưa? Rồi tiếp theo là chúng ta có phần viết chương trình Pascal thì nó sẽ chia làm 3 công đoạn. Đầu tiên là soạn thảo chương trình. Thứ hai là soạn thảo xong thì chúng ta dịch chương trình. Và thứ ba chúng ta chạy chương trình. Soạn thảo chương trình thì từ hôm bữa tới giờ chúng ta đã học rồi. Chúng ta gõ. Đó là chúng ta đang soạn thảo đó. Đây các em thấy cô cho ví dụ ha, chúng ta soạn thảo. Sau khi chúng ta soạn thảo xong thì chúng ta sẽ dịch chương trình. Chương trình sẽ được dịch. Chúng ta nhấn Alt cộng F9. Chúng ta sử dụng phép cộng như thế này có nghĩa là chúng ta nhấn hai phím cùng một lúc thì chúng ta sẽ sử dụng dấu cộng. Còn chúng ta sử dụng phím mũi tên có nghĩa là phím này trước xong tới phím kia. Các em nhớ cho cô ha. Rồi chạy chương trình thì chúng ta sẽ sử dụng Ctrl cộng F9. Đó là phần viết. Bây giờ chúng ta sẽ qua cụ thể. Cô sẽ cho các em xem một bài soạn thảo. Một bài. Đầu tiên là chúng ta có cái phần gồm program, use, var và const. Người ta gọi là phần khai báo. Cấu trúc chương trình của chúng ta gồm có hai phần, phần khai báo và phần thân. Các em nhớ ha, phần khai báo nếu có thì chúng ta phải được đặt trước phần thân chương trình. Thì chúng ta có những cái từ khóa để khai báo sau đây. Đầu tiên là program, là khai báo tên chương trình. Use là khai báo thư viện. Var là khai báo biến. Const là khai báo hàng. Lát nữa cô sẽ chỉ cụ thể luôn. Rồi bắt đầu từ begin và bên trong là các câu lệnh. Clear screen, write, read line và phép gán thì người ta gọi là câu lệnh. Và từ khóa end, begin là bắt đầu và end là kết thúc. Hai cái cặp lệnh này nó sẽ đi chung với nhau. Thì begin và end là bắt đầu phần thân và kết thúc phần thân. Thì phần này người ta gọi là phần thân chương trình. Cô sẽ giải thích từng từng cái từ ở trong này, từng cái câu lệnh trong này để cho các em biết được nó sẽ có tác dụng gì. Đầu tiên là program là dùng để từ khóa dùng để khai báo tên chương trình. Ở đây thường những cái dòng mà được viết màu trắng như thế này nó sẽ là từ khóa. Còn những cái còn lại nó là câu lệnh. Read line, clear screen là câu lệnh ha các em. Còn program là từ khóa để khai báo tên chương trình. Use là từ khóa để khai báo thư viện. Và ở đây thư viện của các em có tên là CRT. Hôm bữa trước có một bạn hỏi cô là bạn gõ vào chữ RCT mà nó sai thì các em thấy là thư viện của chúng ta là CRT chứ không phải là RCT nha các em. Rồi, use là khai báo thư viện và thư viện là CRT. Var và const là khai báo biến và khai báo hằng. Biến là var, từ khóa var là dùng để khai báo biến. Var rồi tới tên biến kiểu dữ liệu. Nếu như có hai biến cùng kiểu dữ liệu thì chúng ta viết hai biến cách nhau bởi dấu phẩy rồi tới dấu hai chấm kiểu dữ liệu. Còn nếu khác kiểu dữ liệu thì chúng ta chấm phẩy, chúng ta viết tiếp kiểu dữ liệu khác, tên biến hai chấm kiểu dữ liệu chấm phẩy. Và const là từ khóa dùng để khai báo hằng. Với một cái giá trị mà nó không thay đổi từ đầu cho đến cuối chương trình thì chúng ta sẽ khai báo nó là hằng. Cấu trúc để khai báo hằng là const tên hằng bằng giá trị của hằng.
chấm phẩy. Tiếp theo tới phần thân chương trình thì chúng ta có hàm clear screen, có nghĩa là câu lệnh clear screen dùng để xóa màn hình. Write và lệnh read, read line, read đơn giá số lượng. Cô có một cái ghi chú ở đây cho các em, đó là khi các em khai báo tên biến là gì thì ở dưới này chúng ta sẽ sử dụng như vậy. Ở trên này cô khai báo tên biến là số lượng là chữ viết tắt của SL, thì ở đây cô cũng phải viết tắt là SL. Đơn giá là cô viết là DGG là cô cũng phải viết như vậy. Còn các em viết khác là nó sẽ sai nha các em, nó nói là nó không hiểu cái tên đó. Khi các em khai báo tên gì thì ở dưới chúng ta sẽ gõ y chang như vậy. Thì đầu tiên là chúng ta có hàm read hoặc read line, thì cái hàm này là nhập giá trị cho biến từ bàn phím. Có nghĩa là bất kỳ một biến nào các em nhập từ bàn phím thì các em sẽ sử dụng lệnh read hoặc read line. Và lệnh write hoặc write line là in thông báo ra màn hình, có nghĩa là in cái dòng chữ được đặt trong dấu nháy đơn như thế này ra màn hình. Nếu như nó không được đặt trong dấu nháy đơn thì nó là in ra số. Trong dòng lệnh write line, nếu nó được đặt trong dấu nháy đơn, có nghĩa là trong dấu nháy đơn nó có ký hiệu gì thì chúng ta in như vậy. Còn nếu không được đặt trong dấu nháy đơn, có nghĩa là cái đó là số đó. Rồi, các em thấy một cái biến hai chấm bằng một cái biểu thức chấm phẩy thì đó chính là lệnh gán. Đầu tiên cô sẽ là gán giá trị mà cô được là số lượng nhân đơn giá cộng phí, cô tính ra cô gán vào cho giá trị của biến T. Đây chính là phép gán. Và lệnh read line trước cái chữ n này nè, lúc này nó không phải là nhập giá trị cho biến đó nha các em, mà lệnh read line trước chữ n này nó sẽ là tạm dừng chương trình đến khi người dùng nhấn phím enter. Nếu như các em không có cái phím read line như thế này, khi chúng ta nhấn chạy chương trình là Ctrl F9 thì cái màn hình màu đen của chúng ta đó nó chỉ nhấp nháy thôi và nó vẫn xuất hiện cái màn hình màu xanh này. Có nghĩa là cái màn hình màu xanh này nó chưa tạm dừng để nó chuyển qua màn hình màu đen. Vậy thì chúng ta phải có cái lệnh read line để nó tạm dừng màn hình màu đen chuyển sang tạm dừng màn hình màu xanh chuyển sang màn hình màu đen. Đó, đây là một cái bài cơ bản và cô giải thích hết cho các em tất cả ý nghĩa của các từ khóa và câu lệnh trong này. Và đa số là chúng ta chỉ sử dụng những cái này cơ bản thôi các em. Bây giờ chúng ta qua quá trình giải một bài toán trên máy tính. Ví dụ của cô là cô có chỉ số BMI được tính bằng công thức là W chia cho H bình phương. Trong đó là chiều cao là H được tính bằng mét, cân nặng là W được tính là kg. Vậy thì công thức BMI của cô là cân nặng chia chiều cao bình phương. Vậy thì bài toán của cô đó là em hãy tính chỉ số BMI cho bạn voi con với H và W là chiều cao và cân nặng là số thực được nhập từ bàn phím. Thì ở đây cô cũng nhắc lại, quá trình giải một bài toán trên máy tính của chúng ta gồm 3 bước. Đầu tiên là xác định bài toán. Thứ hai là mô tả thuật toán. Thứ ba là viết chương trình. Bây giờ chúng ta có một bài toán cụ thể như thế này. Cô sẽ hướng dẫn các em làm từng bước để ra một cái bài toán cụ thể và ngắn gọn nhất. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào xác định bài toán. Các em nhớ xác định bài toán của chúng ta gồm có hai phần, phần input và phần output. Phần input là những gì đề cho. Vậy thì các em đọc đề cho cô thì các em biết là đề cho cái gì. Em hãy tính chỉ số BMI cho bạn voi với chiều cao và cân nặng là số thực được nhập từ bàn phím. Những cái gì được nhập từ bàn phím có nghĩa là đề cho. Thì đề cho ở đây là chiều cao và cân nặng. Vậy thì input của chúng ta sẽ là H và W. Output của chúng ta là những gì đề yêu cầu. Ở đây đề yêu cầu tính chỉ số BMI. Vậy thì đề yêu cầu là BMI. Vậy output của chúng ta sẽ là chỉ số BMI.
Đây là xong phần xác định bài toán. Qua phần mô tả thuật toán. Mô tả thuật toán của chúng ta sẽ gồm bao nhiêu bước? Cô cũng nhắc lại phần mô tả thuật toán thì tùy từng bài mà chúng ta có nhiều bước hay ít bước. Bài này thì khá ngắn cho nên nó cũng có ít bước thôi. Đầu tiên, các em muốn làm mô tả thuật toán thì chúng ta sẽ nhìn phần xác định bài toán. Input của cô có gì? Đối với bài này, input của cô là có H và W, có nghĩa là chiều cao và cân nặng. Vậy thì luôn luôn lúc đầu của cô, bước 1 sẽ là nhập vào chiều cao và cân nặng. Có nghĩa là input của cô có gì thì cô sẽ nhập cái đó. Bài toán nào input có gì thì chúng ta bước 1 sẽ nhập cái đó. Vậy thì bước 1 của cô sẽ nhập vào chiều cao và cân nặng. Khi có chiều cao và cân nặng rồi thì chúng ta nhìn vào cái ký hiệu nè, công thức. Thì chúng ta tính được chỉ số BMI rồi. Vậy thì bước 2 của chúng ta sẽ là tính BMI bằng công thức chiều cân nặng chia chiều cao bình phương. Sau khi tính xong thì chúng ta bước 3 chúng ta sẽ in kết quả tính BMI ra màn hình. Các em nhớ chưa? Các em nhớ các bước chưa? Đầu tiên là chúng ta nhìn vào input có gì thì chúng ta nhập vào cái đó. Output người ta yêu cầu cái gì thì chúng ta tính cái đó. Nhập vào xong rồi tới bước 2 là tính. Tính xong thì chúng ta sẽ in kết quả. Và xong bước 3 rồi thì chúng ta có thể ngừng lại. Hoặc kỹ hơn nữa thì chúng ta sẽ làm bước 4 là kết thúc. Đây chính là phần mô tả thuật toán. Khá là dễ ha các em, không có khó ha. Phần 3 là viết chương trình. Vậy thì cô sẽ dựa vào xác định bài toán và mô tả thuật toán, cô sẽ viết chương trình cho bài này một cách cụ thể. Vậy thì cô hướng dẫn các em nè. Khi các em nhìn vào xác định bài toán và mô tả thuật toán ha. Đầu tiên thì chúng ta luôn có program và tên chương trình. Ở đây cô đặt tên chương trình là tính BMI. Quy tắc đặt tên thì các em cũng phải nhớ ha, là chúng ta không trùng từ khóa, không có số ở đầu và không có chứa cái từ trống hay là có khoảng trắng ở giữa đó. Thì cô đặt tên là tính xếp gạch BMI. Tiếp theo là chúng ta tới phần khai báo thư viện là use CRT, thư viện là CRT. Chúng ta muốn sử dụng hàm clear screen thì chúng ta bắt buộc phải khai báo thư viện này để chúng ta sử dụng được. Rồi, bước thứ ba. Các em nhìn vào xác định bài toán của cô thì các em thấy chúng ta có cái gì? Có H, W và BMI. Vậy thì chúng ta bắt buộc phải khai báo ba cái biến này để chúng ta sử dụng được nó. Vậy thì chúng ta sử dụng biến thì chúng ta phải khai báo biến. Và muốn khai báo biến thì chúng ta xác định xem nó thuộc kiểu dữ liệu gì. Ở đây, BMI là kết quả của một phép chia. Cô nhắc lại, khi chúng ta sử dụng cộng trừ nhân chia, đặc biệt là phép chia, thì chúng ta sẽ luôn khai báo nó là kiểu số thực. Và ở đây, vậy thì BMI của chúng ta là kiểu số thực, tại vì nó là kết quả của phép chia. Và đề cho nè, chiều cao và cân nặng là số thực được nhập từ bàn phím. Vậy thì H và W cũng là số thực luôn. Vậy thì chúng ta sẽ chỉ khai báo một kiểu dữ liệu thôi. Thì rất là dễ dàng ha. Chúng ta khai báo ba biến thì chúng ta sẽ cách nhau bởi dấu phẩy. Mỗi biến cách nhau bởi dấu phẩy ha. Kiểu số thực. Thì chúng ta có câu là H phẩy BMI phẩy W rồi tới dấu hai chấm và kiểu dữ liệu là số thật chấm phẩy. Nhớ ha, chúng ta input và output chúng ta có gì thì chúng ta phải khai báo hết. Các em hiểu chưa? Bài này thì không có hằng số, vậy thì chúng ta không cần khai báo hằng. Vậy chúng ta đi tới phần xong phần khai báo rồi thì chúng ta tới phần thân chương trình. Bắt đầu là begin và sau đó là tới hàm câu lệnh xóa màn hình, các em nhớ ha, clear screen. Rồi, chúng ta sẽ tới phần mô tả thuật toán nè. Mô tả thuật toán là chúng ta thuộc phần thân chương trình. Còn xác định bài toán là chúng ta thuộc phần khai báo. Các em nhớ ha. Rồi, đầu tiên là các em thấy chữ nhập vào H và W không? Vậy thì chúng ta sẽ có hai biến. Để trình bày cho nó đẹp thì cô sẽ tách ra là hai dòng.
Đầu tiên, các em nhớ hàm nhập vào một biến nào đó từ bàn phím thì chúng ta sẽ sử dụng hàm readline. Thì để cho người ta biết là mình nhập vào cái gì thì chúng ta phải ghi dòng write hoặc write line. Ở đây cô ghi write h bằng, rồi sau đó tới readline h. Thì cái hàm readline này chính là hàm nhập vào h nè, nhập vào từ bàn phím nè. Và dòng tiếp theo là w. Vậy thì chúng ta cũng có một cái dòng tương tự là in ra, w bằng, và chúng ta nhập từ bàn phím thì chúng ta sẽ sử dụng readline w. Đây, hàm nhập vào h và w thì chúng ta có hai cái. Hoặc là các em muốn làm ngắn gọn, các em có thể gộp vào thành một luôn. Có nghĩa là lúc này chúng ta sẽ sử dụng một dòng readline thôi. Là chúng ta có thể sử dụng là readline h phẩy w được nha các em. Sau khi xong tới nhập vào rồi, đây hai hàm nhập ha, readline h và readline w, nhập vào h và w đây. Sau đó tới bước tính, thì cái tính này chính là phép gán của chúng ta. Vậy chúng ta có BMI bằng W chia H bình phương. Vậy thì chúng ta có đầu tiên là BMI nè. Sau đó là tới dấu gì? Dấu bằng ở đây thì chúng ta sẽ viết thành dấu 2 chấm bằng. Phép gán trong Pascal là dấu 2 chấm bằng. Rồi W, các em nhớ dấu chia trong toán học thì chúng ta chuyển sang Pascal là dấu sàn. Rồi dấu bình phương là phép nhân đó thì chúng ta sẽ chuyển thành dấu sao. Và các em chú ý nha, chúng ta chia thì ở phía dưới á, là lấy cái số cân nặng chia cho chiều cao bình phương. Có nghĩa là cái bình phương này chúng ta tính trước rồi mới lấy cái này chia cho toàn bộ. Nếu các em không có dấu ngoặc ở đây thì cái biểu thức này nó sai. Có nghĩa là nó sẽ lấy cái W này chia cho H xong thì nó nhân tiếp. Vậy thì nếu các em không có dấu ngoặc thì nó sai đó. Cho nên các em để ý một chút xíu ở những cái dấu ngoặc ở phía dưới phép chia ha. Rồi, in kết quả thì các em nhớ hàm in không? Hàm in là hàm write hoặc write line. Vậy thì ở đây cô sử dụng là write line ha. Write line BMI bằng. Thì nó sẽ in ra cái dòng BMI bằng. Rồi, ở đây là BMI. BMI của cô ở đây là kết quả của phép tính ở phía trên này các em. Phía trên các em tính như thế nào thì cô in ra BMI như vậy. Có nghĩa là cô tính được, ví dụ 18.8 đi, thì nó sẽ in ra số 18.8. Tại vì chữ BMI này không được đặt trong dấu nháy đơn, nó là số. Rồi ở đây cô định dạng cái phần nguyên á là 6, phần thập phân là 1. Phần nguyên gồm 6 số và phần thập phân gồm 1 số. Và kết thúc thì chúng ta sẽ có readline và end. End là kết thúc chương trình đó các em. Vậy thì từ xác định bài toán và mô tả thuật toán, các em thấy chuyển sang phần viết chương trình rất là dễ ha các em, không có khó. Vậy thì bây giờ cô sẽ cho các em thấy được cái kết quả của bài toán của cô. Sau khi cô chạy chương trình, cô nhấn Ctrl F9 thì các em thấy nó có dòng chữ H bằng không? H bằng read line đó. Write line H bằng read line H đó. Đây chính là cái dấu nháy đơn nè, cái dấu nhấp nháy để cho chúng ta nhập vào. Bây giờ H là tính bằng mét. Thì cô nhập vào, ví dụ một bạn cao 1.65 m, cân nặng của bạn là 45 kg. Vậy thì chỉ số BMI của bạn là 16.5. Chúng ta thấy dưới mức 18.5 là gầy. Rồi, đó các em thấy chưa? Các em thấy bài toán này chưa? Rất là dễ ha. Tiếp theo, cô sẽ sửa một vài bài tập trong tờ ôn tập. Trong tờ ôn tập của chúng ta gồm có 50 câu hỏi, thì cô chỉ lấy một vài bài tượng trưng ra thôi. Còn những câu còn lại thì nó khá dễ ha. Ví dụ cô lấy trong câu 3 trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng? Thì các em nhìn cho cô, câu A, câu B, câu C và câu D thì chúng ta lựa ra. Những câu sai thì chúng ta chọn câu đúng. Ví dụ ở đây time, thấy tên của biến mà có số ở đầu là câu B là sai rồi đó. Rồi tiếp theo là const là khai báo gì các em? Const là khai báo hằng. Đằng sau là hằng số và tiếp theo là dấu bằng. Thì ở đây là không phải dấu bằng. Vậy thì câu C sai.
Rồi câu D, var là khai báo biến. Rồi ở đây là tên biến, sau đó tới dấu hai chấm, kiểu dữ liệu mà đằng sau nó là dấu bằng. Vậy thì câu D không đúng. Câu A của chúng ta nè, var tên biến là TB, đúng nha, tên biến đúng. Rồi tới hai chấm, kiểu dữ liệu là real chấm phẩy. Vậy thì câu A của chúng ta là câu đúng. Cũng dễ ha các em. Tiếp theo câu 16. Bốn bảng ABCD đưa kết quả các phép chia của số nguyên 21 và 5. Thì các em hãy chọn kết quả đúng. Phép chia thì chúng ta có lấy 21 chia 5 bình thường và 21 div 5 hoặc là 21 mod 5. Vậy thì ở đây các em nhớ giùm cô, nếu mà các em lấy 21 chia 5 thì trong Pascal nó sẽ ra số thật. Ở đây câu A 21 chia 5 mà nó ra số nguyên như vậy thì chắc chắn nó không đúng. Vậy thì câu A chúng ta không chọn. Tiếp theo ở câu B, câu C và câu D đều ra kết quả là số thật. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp theo chúng ta sẽ xét. 21.5 thì nó sẽ ra là 4.2. Vậy thì câu B của chúng ta sẽ không đúng. Vậy thì còn lại câu C và câu D. Kết quả là 21 chia 5 là 4.2 nè. Đúng ha. Tiếp theo chúng ta xét tới div 21 div 5. Div là chia lấy phần nguyên. 21 chia 5 được 4 dư 1. Vậy thì 21 div 5 bằng 4 và 21 mod 5 bằng 1. Vậy câu D của chúng ta là câu trả lời đúng. Các em hiểu vấn đề chưa? Rất là dễ ha. Trong bài kiểm tra cô cũng cho những cái câu tương tự như thế này, nhưng mà cô sẽ sửa lại, không có cho giống y chang đâu nha các em. Rồi, chúng ta sẽ coi qua câu 21 là biểu thức nào sau đây là biểu thức Pascal. Thì cô chỉ cho các em nếu các em nhìn thấy cái phép chia như thế này. Ở trên tử và dưới mẫu chúng ta là phép cộng hoặc phép trừ thì chắc chắn khi chúng ta chuyển sang Pascal thì hai cái này chúng ta phải đặt trong dấu ngoặc đơn. Vậy thì biểu thức A cộng B xong rồi dấu chia thì chúng ta phải đặt trong dấu ngoặc đơn. Rồi nguyên cái cụm này cũng đặt trong dấu ngoặc đơn luôn. Vậy thì chúng ta nhìn xem ở đây câu A không không có dấu ngoặc đơn nè, vậy câu A không chọn nè. Câu B nè, chỉ có A và B thôi, đằng sau dưới mẫu không có. Vậy thì chúng ta không không chọn. Câu C cũng vậy luôn. Vậy thì câu D ở đây có nè. Và chúng ta kiểm tra xem câu D đúng không. Đầu tiên là lấy A cộng B nè, rồi đúng ha, chúng ta đóng dấu ngoặc lại. Rồi tới dấu chia là dấu sẹt. Rồi xong rồi ở dưới mẫu là đóng dấu ngoặc đơn lại nè. Phải đóng dấu ngoặc đơn trước. Rồi chúng ta mới xét trong trong mẫu, trong cái dưới mẫu này biểu thức như thế nào. Thì chúng ta có C bình phương là C nhân C. C bình phương là C nhân C chứ không phải C nhân 2 nha các em. Nhiều bạn rất là sai hay cái này nha. Chúng ta có C nhân C cộng D, vậy thì câu D của chúng ta chắc chắn đúng. Các em nhớ chú ý giùm cô, khi các em thực hiện phép chia mà từ toán học sang Pascal mà trên tử và dưới mẫu chúng ta có dấu cộng trừ nhân chia. Ở trên tử thì nếu mà dấu cộng hoặc dấu trừ thì bắt buộc chúng ta phải đặt dấu ngoặc đơn. Còn ở dưới mẫu thì các em nên đặt dấu ngoặc đơn hết. Các em nhớ giùm cô ha. Dưới mẫu thì chúng ta đặt dấu ngoặc đơn hết. Rồi chúng ta sẽ qua những câu tiếp theo. Cô có câu 24, câu này ngược với câu hồi nãy ha. Bây giờ là từ Pascal chuyển sang toán học. Chúng ta có x nhân y, có nghĩa là x y đó. Vậy nó nằm, dấu sẹt này là nằm trên tử nè các em. Vậy thì nó sẽ là dạng phân số, vậy bốn kiểu này đúng hết. Trên tử là x y, bốn câu này đều có x y, vậy bốn câu có thể đúng hết. Và ở dưới nè, a cộng b nhân a cộng b. Các em thấy nguyên cái biểu thức A cộng B nhân A cộng B có nghĩa là A cộng B tất cả bình phương. Vậy thì ở đây câu B của chúng ta đúng nè. Câu C cũng có thể đúng nhưng mà trong toán học thì cái dấu nhân không phải là dấu sao mà là dấu chấm. Vậy thì câu B của chúng ta là câu đúng nhất. Các em thấy không? Ở dưới mẫu là lúc nào nó cũng phải đặt dấu ngoặc hết. Còn trên tử là nếu phép nhân thì chúng ta không cần. Còn cộng trừ thì chúng ta vẫn phải đặt dấu ngoặc. Nhớ ha. Chúng ta qua câu 45. Bạn An đặt hàng online trên mạng tại một cửa hàng quần áo.
gọi A, B là số quần áo mà bạn An mua. Biết tiền cửa hàng tính cho bạn An bằng công thức là T bằng A nhân 100 ngàn cộng B nhân 200 ngàn cộng phí ship. Em hãy tính số tiền T mà bạn An mua được, biết A, B là số nguyên được nhập từ bàn phím. Phí là tiền ship giá 30 ngàn, câu lệnh dùng để nhập A và B cho bài toán trên. Các em nhớ giùm cô, câu lệnh dùng để nhập giá trị từ bàn phím phải chắc chắn là câu read hoặc read line. Vậy thì ở đây chúng ta có câu C và câu D, có thể đúng. Write thì không phải là nhập mà là in. Và cái này là phép gán nha, phép gán. Vậy thì read hoặc read line nè các em. Mà các em nhớ khi chúng ta nhập một biến nào đó thì chúng ta nhập biến là số thì chúng ta không bao giờ đặt trong cặp dấu nháy đơn nào cả. Vậy thì câu read line này sai nha, câu C sai, chỉ có câu B, câu D là đúng thôi. Câu D nè, read line A B. Vậy câu D của chúng ta là đúng nha. Tại vì giá trị A và B là số cho nên chúng ta không thể đặt trong dấu nháy đơn. Câu D là đúng. Rồi câu 50, phép gán S bằng A cộng B nhân H bình được viết trong Pascal như thế nào? Chắc chắn là phép gán thì chúng ta sẽ là dấu gì các em? Dấu hai chấm bằng. Phía mũi tên ngược thì khi chúng ta viết trong Pascal chúng ta đổi thành dấu hai chấm bằng. Vậy thì câu A và câu B của chúng ta không đúng nha. Có thể đúng là câu C hoặc câu D. Chúng ta xét tiếp nè, A nè. Ở đây cũng là A cộng B nhân H bình phương. Ở đây là B nhân H bình phương. Nhưng câu D ở đây thì trong Pascal không có H bình phương nha các em. Thì H bình phương chúng ta sẽ viết thành H nhân H. Vậy thì phép nhân chúng ta phải viết hết là dấu sao hết. B sao H sao H. Vậy câu C của chúng ta là câu trả lời đúng ha. Các em nắm được vấn đề chưa? Những câu này là những câu có thể các em khó hiểu cho nên cô mới trích ra. Còn những câu còn lại thì khá dễ hiểu ha. Và câu cuối cùng, đó là câu này cô thấy những bạn khá là dễ bị sai cho nên cô trích ra, cô cho các em. Chúng ta sẽ thực hiện như thế nào trong phép gán sau đây? X đầu tiên cô gán là A cộng B, Y cô gán là X trừ B và Z cô gán là X trừ Y. Vậy kết quả cuối cùng của biến Z là như thế nào? Thì đầu tiên cô gán x bằng a cộng b, có nghĩa là giá trị của x lúc này sẽ bằng a cộng b. Y của cô là bằng x trừ b, vậy thì cô lấy a cộng b trừ b. Vậy a cộng b trừ b, vậy kết quả y bằng a. Vậy y lúc này sẽ bằng a. Tiếp theo cô lấy z là x trừ y, x của cô đang có giá trị là a cộng b. Trừ y là a, vậy a cộng b trừ a, vậy còn lại z là b. Đó, phép gán là làm như vậy đó các em. Vậy thì kết quả cuối cùng của chúng ta là b. Rồi, qua tới phần dặn dò. Sau khi cô kết thúc bài giảng này, thì các em mở đường link lên, chúng ta sẽ làm bài kiểm tra thường xuyên. Gồm có 10 câu hỏi và chúng ta sẽ làm trong 15 phút. Các em nhớ ôn lại bài và làm bài tập trong tờ ôn tập mà cô đã gửi cho các em. Tuần sau, ngày 17 tháng 11, chúng ta sẽ làm bài kiểm tra định kỳ lúc 14h15 tới 15 giờ. Các em nhớ đúng giờ. Cô chỉ cho các em làm trong khoảng thời gian này thôi. Và sau 15 giờ là cô sẽ khóa lại, không cho làm nữa. Rồi, tạm biệt các em.